Đau nửa đầu là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến, có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc, bạn có thể tìm thấy những thực phẩm tự nhiên giúp giảm đau nửa đầu hiệu quả. Dưới đây là 6 loại thực phẩm dễ tìm ở Việt Nam có thể hỗ trợ bạn trong việc này. 1. Gừng. Gừng là một trong những loại gia vị quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Với tính kháng viêm mạnh mẽ, gừng có thể giúp giảm thiểu cảm giác buồn nôn và đau đầu. Bạn có thể thêm gừng vào các món ăn pha trà gừng hoặc thậm chí nhai một lát gừng tươi để cảm nhận hiệu quả giảm đau. 2. Chuối. Chuối chứa nhiều kali và magie, hai khoáng chất giúp cơ thể kiểm soát sự co thắt cơ và chức năng thần kinh. Thiếu hụt magie có thể gây ra những cơn đau nửa đầu, do đó, việc bổ sung chuối vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp phòng ngừa và giảm cường độ của những cơn đau này. 3. Nước dừa. Nước dừa không chỉ giúp bù nước mà còn cung cấp các chất điện giải tự nhiên như kali, magie và canxi. Việc mất nước là một trong những nguyên nhân phổ biến gây đau đầu, do đó, uống nước dừa có thể giúp giảm các triệu chứng đau nửa đầu một cách tự nhiên. 4. Cá hồi Cá hồi là nguồn cung cấp omega-3 dồi dào, có tác dụng kháng viêm tự nhiên. Việc ăn cá hồi thường xuyên có thể giúp giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cơn đau nửa đầu. Bên cạnh đó, cá hồi còn chứa vitamin D, một dưỡng chất có thể giúp ngăn ngừa đau đầu do căng thẳng. 5 hạt hướng dương. Hạt hướng dương là nguồn cung cấp vitamin E và magie, hai chất chống oxy hóa có thể giúp giảm căng thẳng và đau đầu. Bạn có thể ăn hạt hướng dương như một món ăn nhẹ hoặc thêm vào các món salad để bổ sung dưỡng chất. 6. Cải bó xôi. Cải bó xôi là loại rau xanh chứa nhiều vitamin B2, riboflavin và magie, cả hai đều có liên quan đến việc giảm triệu chứng đau nửa đầu. Thêm cải bó xôi vào các món canh hoặc xào hàng ngày có thể là một cách đơn giản để cải thiện sức khỏe và phòng ngừa đau đầu. Việc kết hợp các thực phẩm tự nhiên vào chế độ ăn uống không chỉ giúp bạn duy trì sức khỏe mà còn hỗ trợ giảm thiểu các cơn đau nửa đầu. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng không giảm hoặc trở nên nghiêm trọng, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn và điều trị kịp thời. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng